Ngày 20 tháng 10 là ngày khai mạc kỳ họp thứ tư, cũng là kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong suốt chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội đã luôn thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của mình, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước và những bước tiến, đổi mới, thành công trong hoạt động của Quốc hội. Cái ngày khai mạc thường là các đại biểu thì rất là kỳ vọng và rất là nhiều phấn khởi. Tuy nhiên là một nữ đại biểu trong cái ngày phụ nữ Việt Nam thì bản thân các nữ đại biểu thì còn nhiều cái niềm vui và hứng khởi hơn các cái kỳ họp thông thường khác. Và cũng như các nữ đại biểu khác thì bản thân tôi cũng là nữ cho nên tôi cũng cảm xúc hết sức là vui và rất là phấn khởi trong cái ngày 20 tháng 10. Vừa đảm trách vai trò của người mẹ, người vợ, người con trong gia đình thế và cũng là tham gia những cái công việc của xã hội thì cũng vất vả hơn để mà đảm nhiệm được đầy đủ các vai trò như vậy. Tuy nhiên là bây giờ là thời đại công nghệ thông tin nên là cũng giúp hỗ trợ và giúp đỡ cho phụ nữ chúng tôi rất là nhiều để làm sao vừa đảm bảo được hoàn thành công việc của cơ quan đơn vị giao cho và cũng vừa đảm nhiệm được cái vai trò trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sự tham gia tích cực của các nữ đại biểu trong nghị trường đã đưa ra nhiều quan điểm tiếp cận mới, nhiều giải pháp căn cơ toàn diện. Tiếng nói của các đại biểu nữ đã không chỉ đại diện cho nữ giới, mà còn giúp có thêm những cách tiếp cận cho những vấn đề quan trọng. Từ đó, Quốc hội có thêm giải pháp phù hợp cho sự phát triển đất nước. Trong rất nhiều các cái phiên thảo luận ấy, thì các ý kiến của các đại biểu nữ rất là sâu sắc, rất là sát với thực tiễn của cuộc sống và thực sự là có những cái đóng góp rất là quan trọng vào trong các cái hoạt động chung của Quốc hội. Đó là những cái đóng góp tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực và từ đó thì không chỉ đem lại những thông điệp mà nó liên quan trực tiếp đến nữ giới đâu. Nó còn là những cái thông điệp liên quan đến đất nước, những cái công việc quan trọng xuất phát từ cách tiếp cận của phụ nữ. Có đồng hành mới thấu hiểu những vất vả của những nữ đại biểu Quốc hội. Sự đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội đã trở thành một trong những lực lượng mũi nhọn trên các diễn đàn trong nước và quốc tế, thể hiện bản lĩnh chính trị, vai trò, trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội vào tiến trình phát triển chung của đất nước.